Dạ em Minh Tông xin kính chào cô chú anh chị. Chào mừng cô chú anh chị quay trở lại kênh của em. Hôm nay thì Minh Tông vừa có một cái sản phẩm gia chủ vừa nhận vừa gửi cho Minh Tông luôn. Thì sản phẩm ngày hôm nay thì với cái về vị trí thì nó sẽ rất là ok cô chú anh chị ha. Cái con đường này có tên gọi là đường Hòn Hội Thám, nằm ngay vị trí trung tâm của thành phố Nha Trang. Thì anh chị đang thấy nè, đường thì rất là rộng rãi và xe cộ đi tấp nập anh chị ha. Thì cái lòng lề đường thì rơi vào 10 mét nè, và tính luôn cả vỉa hè thì cả con đường thì là rộng 16 mét nè anh chị ha. Thì ở với cái vị trí ngay góc này á, hôm nay em sẽ có một căn nhà rộng 54 mét vuông, có bề ngang gần 4 mét, 3m94, dài gần 15 mét ha cả nhà. Ở nhà ngày hôm nay nó sẽ có hướng là hướng tây và nằm trên trục đường này. Thì như anh chị đang thấy này, em vừa quay cho anh chị nè, phía trước này sẽ có cái gọi là cái trường học high school, trường quốc tế. Trường này có gần như là con nhà có tiền học ngay vị trí này nè anh chị ha. Phía trước mặt em đi luôn, anh chị chỉ cần đi 200m thôi là tới ngay vị trí của chợ Đầm rồi, ngay cổng chợ Đầm luôn. Đứng ngay góc này có thể nhìn thấy phía trước thì có quán nhậu ăn uống buổi sáng. Phía bên này thì có nhà phân phối nước Ngọc Lễ. Ở khu vực bên này thì ngân hàng Vietinbank và cũng như là những cái khách sạn đang dần hình thành anh chị. Đó, anh chị thấy mặt tiền trước của chúng ta nó sẽ như thế này. Đi thẳng theo hướng này thì anh chị đi ra tới ngay trục của Vincom và đường Lê Anh Tôn anh chị. Thì căn nhà ngày hôm nay thì em muốn giới thiệu cho anh chị nhà mình thì có mặt tiền ngay góc này luôn. Đó, nằm ở phía trước đây anh chị. Em sẽ quay cho anh chị cái góc rộng cho dễ dung ha. Đó, hiện tại thì gia chủ đang muốn bán cái căn nhà này. Rồi diện tích 54m, nhà mặt hướng tây thì buổi sáng thì nó mát, còn buổi chiều thì nó sẽ có một chút xíu nắng ha. Bề ngang thì được 3m94. Đây anh chị, buổi sáng thì hiện tại đang cho thuê, kinh doanh rất tốt nè. Ở nhà hôm nay có thể được gọi là tính thì nhà thô thôi, không phải là nhà đẹp rồi như anh chị ha. Nhưng mà được cái hiệu suất kinh doanh và cũng như là có dòng tiền hàng tháng nó sẽ rất là ok. Hiện tại chủ đang cho thuê là 20 triệu cho một tháng, nhưng mà sau đợt dịch thì chủ đã bớt lại còn 18 triệu và đang có hợp đồng cho thuê dài hạn, nằm tại số 3 đường Hòn Hội Thám ha chị ha. Nhà có thiết kế là một trệt, một lầu, một tấm. Nhà có hoàn công đầy đủ hết trơn chị nhà mình rồi. Đó, anh chị thấy với cái mặt tiền phía trước này gần như là kinh doanh cái thứ gì cũng được, và với đơn giá thì của cái sản phẩm ngày hôm nay là rơi vào 10 tỷ 500 triệu, 10 tỷ 500 triệu cho một căn nhà này. Thì bây giờ em sẽ review cho anh chị ha. Ở sản phẩm ngày hôm nay thì cũng cơ bản thôi, có nhà phòng thô và đang cho thuê kinh doanh thôi. Ở phía trước đang bán quán cơm. Gần như cái mặt ở phía dưới này thì anh em chủ nhà thì ảnh dành để kinh doanh nè anh chị. Đó, quán cơm nè, buổi sáng hiện tại đang nấu khá là nhiều đồ ở phía dưới anh chị ha. Một cái nhà phố thì gần như là cái hiệu suất kinh doanh cũng khá tốt và có cái dòng tiền hàng tháng sẽ rất là hay anh chị ha. Phía dưới này anh chị đang nấu cơm nè. Rồi bây giờ em xin phép đi nhanh thôi. Rồi, sản phẩm ngày hôm nay thì cũng không có quá nhiều. Thứ nhất, nhà này có 2 phòng ngủ và 2 toilet. Kiểu nhà này cũng xây cũng khá lâu rồi. Đó, anh chị thấy riêng về cái phần thang cấp thôi và đồ gỗ nè, tay cầm gỗ thì cũng khá là lâu đời rồi. Thì cái này anh chị mua anh chị phải gần như là sơn sửa lại, bỏ ra một số tiền để làm lại ha. Bởi vì nhà này gần như là tính chỉ nhà thô thôi, chứ không tính gọi là nhà phố được. Nhà phố mà gọi là nhà đẹp thì không phải. Đó, mặt này thì gần như là dành để tiếp khách văn phòng anh chị ha. Buổi trưa thì về đây ăn rất nhiều, gần như là cơ quan nhà nước rồi quanh quanh đây thì rất là nhiều ha anh chị. Đó, đây là một phòng ha, một phòng dành để làm vào chỗ ăn uống rồi. Phía bên đây sẽ có một phòng, hiện tại đang có người ở thì em không mở cửa được ha. Đây là toilet. Đây, toilet như thế này. Anh chị có thể nhìn kỹ ha. Cái nhà này kết cấu nhà xây dựng rất là ok nè. Mình Tông đi nhìn sơ qua một lượt thì không thấy một vết nứt nào hả anh chị ha. Nhà xây dựng tường 20, rộng rãi. Mặc dù có 54 mét thôi, nhưng mà nhìn lại thì nó cũng khá là ổn ha. Phía bên đây là cái phòng dành để thờ nè, hiện tại đang có người thuê đều khóa cửa hết.
Phía mặt này thì có có phòng ban công ở phía sau để đồ đó, em quay cho chị ha. Hiện tại đang cho thuê nên đồ đạc nó để linh tinh, anh chị nào mua thì bắt buộc phải làm lại một chút xíu thôi anh chị ha. Và nếu mà không thích làm để ở thì anh chị có thể lấy luôn cái hợp đồng cho thuê hàng tháng của chị chủ hiện tại đang thuê một quán cơm á, anh chị có thể làm luôn và có thu nhập hàng tháng rồi về 18 triệu ha anh chị ha. Hợp đồng vẫn còn tới 2 cho tới 3 năm. Đó, sản phẩm ngày hôm nay em quay ngắn gọn cho chị. Anh chị nhà mình quan tâm sản phẩm nhà phố mà có thể kinh doanh được, tạo dòng tiền được hàng tháng thì liên hệ em ha. Em sẽ gửi thông tin đầy đủ cho anh chị nhà mình. Bây giờ em cũng xin kết thúc video tại đây. Mình Tông xin chào, hẹn gặp lại cả nhà mình về video tiếp theo của em ngày hôm sau nha.